bảo dưỡng thay vải, ráp thêm một bàn lỗ tân trang cho khách hàng ở Đức Phổ, tháo và di dời lắp đặt bàn bi cho khách ở Hành Thiện. Năm mới chuyển vận phát tài lớn cùng Thiên Phúc. Nếu bạn đang dự định làm gì thì hãy mạnh dạn quyết định để chớp lấy thời cơ nhé. Kinh doanh bia có thể sẽ mang đến rất nhiều vận may về tài chính, tiền và sự thành công viên mãn. Kinh doanh thì cũng giống như bạn đi trên thảm lụa, tuy là được trải thảm sẵn và mượt mà như tơ lụa, nhưng để thành công trọn vẹn hơn, bạn cũng cần phải nỗ lực mỗi ngày, vì nếu bạn đặt tâm huyết vào công việc thì sẽ có thành quả xứng đáng. Sở dĩ nó kinh doanh như thảm lụa vì lụa tốt hay không, mịn màng tơ tầm chất lượng hay không còn do người dệt lụa hoặc cung cấp lụa. Mà Thiên Phúc đã có thâm niên kinh nghiệm gần 40 năm trong ngành cùng thăng trầm biến động thị trường, nên sẽ luôn có hướng phát triển để đồng hành cùng khách hàng của mình luôn có doanh thu ổn định. Kinh doanh thì có lúc đông khách, lúc lai rai. Khi khách vắng thì mình tranh thủ nghỉ ngơi, sửa sang, bảo dưỡng, bổ sung, cải thiện những vật dụng xuống cấp, hoàn thiện những việc mình muốn làm. Khi khách đông thì mình dành thời gian phục vụ, thu tiền, nâng cao dịch vụ và chất lượng trải nghiệm cho khách hàng. Bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, sẽ có lúc vượng và lúc bình, nhưng bia thì ngày nào và tuần nào khách hàng cũng phải đi giải trí làm vài cơ, vừa tập luyện vừa nâng trình đi cơ, nên yên tâm là luôn có nguồn thu nhập ổn định. Một việc còn lại là alo Thiên Phúc lắp đặt ngay vài bàn bia để mình vào hoạt động và gặt lúa nhé. Chọn Thiên Phúc là chọn chữ phúc, may mắn, tài lộc, thịnh vượng và an tâm chất lượng.